đi hỏi Vi nhá. Màu gì ơi? Màu vàng. Thế màu gì ơi? Màu lá cây. Nói đi. Lá cây. Lá cây. Thế màu gì đây? Yêu. Đi hỏi mà. Màu ốc biển. Chính xác. Màu gì đây? Màu cam. Màu cam. Màu gì đây? Màu lá cây. Lá cây. Màu gì đây? Màu trắng. Màu trắng, đúng rồi. Màu gì đây? Màu tím. Màu tím. Màu gì đây? Màu... còn màu gì nữa? Đây, màu gì đây? Màu... mấy tay nào. Thế thì đếm cái gì xem à? Đếm đi. Đếm. Đếm đi, đếm đi. Một. À. Đây là gì dạy nhá? Một. Một. Tiếp. Một cho đến mấy? Một. Tiếp đi. Một, hai, ba, chín. Thế này, lấy cái gì màu màu cam đâu nhỉ? Màu cam đâu nhỉ? Màu cam đâu rồi? Màu cam đâu đi? Tìm cái gì màu cam đâu? Màu cam đâu? Màu cam hết rồi đấy. Nhiều, màu cam nhiều mà. Màu cam nhiều hả? Thế đây là màu gì? Màu cam. Thế đâu? Thế ai bảo hết? Thế màu trắng đâu? Màu trắng đấy. Tìm cái gì xem màu trắng đâu? Màu trắng đây. Chính xác, màu trắng đây. Màu nâu đâu? Màu nâu đâu? Màu nâu đây. Màu nâu đây. Màu vàng đâu? Hay màu vàng. Thế màu đỏ đâu? Màu đỏ đâu rồi? Tìm đi, trong đây này. Tìm đi. Màu đỏ đâu nhỉ? Màu đỏ đâu? Màu đỏ đâu? Màu đỏ đây. Thế màu tím đâu? Màu tím. Màu đỏ đi nữa cháu. Cháu tìm đã, thế cháu tìm đi. Đây rồi, tiếp đây. Thế màu lá cây đâu? Không gì. Không gì. Màu lá cây. Thế màu gì nhỉ? Màu nước biển đâu nhỉ? Cháu đang tìm á? Nước biển đây. Màu hồng đâu? Hồng đây. Hồng đây. Thế thì đố Vi nhá. Tố Vi màu cam đâu. Màu trắng.